Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Huỳnh Nhật đã donate ủng hộ cho kênh và hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Cùng với đó, tôi cũng xin được cảm ơn anh em Quang Trần, anh em Nguyễn Khánh Duy, anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Nguyễn Bá Hưng, anh em Sơn, anh em Nguyễn Hà Văn, anh em Trần Quốc Đạt và cuối cùng là anh em Phạm Xuân Minh. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ trợ tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Cũng xin được thông báo với các anh em là tuần này thì chúng ta lại quay trở về làm mỗi ngày một clip anh em nhé. Và cái việc mà mỗi ngày ra một clip ý, thì tôi phải khẳng định luôn nhá cho các anh em là nó không hề liên quan đến cái việc là anh em không ấn like cho tôi. Không phải lý do đấy nhá anh em nhá. Đấy là một cái lý do rất là nhảm xít luôn. Anh em không like tôi vẫn làm, vẫn ra clip bình thường. Đấy, cái vấn đề là anh em like ấy, thì tôi vui hơn thôi. Chứ còn không phải là vì anh em không like mà tôi ra mỗi ngày một clip. Đấy, ai bảo thế? Chỉ có những cái thằng anti fan nó nhét chữ vào mồm tôi. Đấy, nó xuyên tạc ra cái luận điệu là như thế thôi anh em nhá, chứ còn không phải. Và cái lý do ấy mà tuần này tôi ra quay trở lại ra mỗi ngày một clip ấy, cái thứ nhất ấy là vì là tuần trước thì tôi thấy là cái việc mà ra một ngày hai clip, tôi có nói rồi đúng không, là một ngày ra hai clip ấy, cái thu nhập của tôi ấy nó cũng không bằng là tôi mỗi ngày ra clip. Đấy, nên là tôi đang tính toán lại cái việc là tôi đang mất quá nhiều thời gian vào cái việc là sản xuất video game. Chính vì cái việc là mất thời gian quá nhiều và cái việc sản xuất video game thì những cái công việc khác, những cái lĩnh vực khác mà tôi đang làm nó sẽ bị thu hẹp cái thời gian mà tôi có thể làm việc được. Đấy, chính vì thế là đây nó chỉ là một cái sự điều chỉnh lại, cái sự cân bằng lại khối lượng công việc của tôi thôi anh em nhé. Vì thực ra là anh em biết đấy, làm video game thì nó vô cùng. Đấy, anh em thấy là mỗi cái video tôi ra đều có rất nhiều những cái yêu cầu của các anh em. Đấy, và thậm chí là một ngày tôi ra hai clip còn không thể đáp ứng được cái khối lượng, cái công việc làm content cơ. Đấy, mà không phải là chỉ có làm video game là làm về content. Anh em cũng biết, nó còn là cả meta rồi update nữa các thứ. Đấy, rồi cả đội hình neo rank nữa. Có rất nhiều những cái content khác nhau, chứ không phải là trên kênh chỉ làm mỗi cái clip mà theo yêu cầu thôi, thì nó không phải. Thế nên là cái số lượng yêu cầu của anh em nó rất là nhiều. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ với các anh em là như này. Bởi vì nó nhiều như thế nên là sẽ có người là sẽ được làm content và sẽ có những cái người là không được làm anh em nhé. Tôi sẽ không thể nào có thể đáp ứng được hết tất cả cái yêu cầu của các anh em. Đó, nên là tôi sẽ đưa ra cái tiêu chí để anh em có thể làm được những cái người mà được làm content là những cái người như nào. Thì thứ nhất là tôi luôn ưu tiên cho các anh em hội viên, các anh em donate ở trên kênh, ủng hộ kênh, thì tôi luôn ưu tiên là làm trước. Đấy, tuy nhiên cũng không hẳn là làm trước. Ví dụ như các anh em mặc dù là hội viên và cũng mặc dù là có donate nhưng mà cái yêu cầu của anh em ấy nó khó quá, thì nó sẽ vướng phải một cái trường hợp là tôi làm ấy nhưng mà nó không được tốt. Đấy, nên là cái quá trình làm ấy nó vẫn rất là lâu để có thể ra được clip. Đấy, thì anh em phải đợi thôi nhá. Đấy, nên là cái content theo yêu cầu ấy, anh em cũng nghĩ làm sao ấy để nó vừa tầm, nó vừa miếng đối với cả chủ kênh. Thì chủ kênh còn luốt được. Chứ còn khó quá mà đánh đố ấy, là khả năng cao là chủ kênh giả vờ ốm hay là tự nhiên có một ngày là mất hút. Đấy, hoặc là có thể anh em đợi rất lâu nha anh em nhá. Thế nên là anh em cũng cân nhắc thật là kỹ. Để nếu mà anh em ra bài toán ấy thì cái bài toán ấy nó khó vừa vừa rồi anh em nhá. Để tôi còn tìm ra bài giải anh em ạ. Cái lý do đấy nó chính là cái tiêu chí thứ hai để tôi làm clip. Đấy, đấy chính là bài dễ làm trước, bài khó thì bỏ qua. Dã man. Bỏ qua là để sau nhỉ? Chắc là để sau thôi chứ làm gì mà dám bỏ qua đúng không? Đấy, thì đầu game mình cũng xin chia sẻ với anh em đôi điều. Vì lý do tại làm sao mà bây giờ lại chỉ ra mỗi ngày một clip anh em nhé. Biết đâu đấy tuần sau tôi lại có thể sắp xếp được công việc, tôi lại ra mỗi ngày là hai clip, biết đâu được đúng không? Rất có thể là sẽ là như thế. Đấy, chưa biết được. Còn tuần này thì chịu rồi, một ngày ra một clip thôi anh em ạ. Hai clip thì tôi chắc là tôi đứt luôn. Tuần này nhiều việc lắm anh em ạ, quá nhiều việc luôn. Riêng kênh này nha là vẫn phải đảm bảo là mỗi ngày ra một clip để cho anh em không quên tôi đã. Và trong tuần này thì cũng có một cái dự án âm nhạc mới, và tôi cũng xin được chia sẻ với các anh em đang ở đây và đang theo dõi tôi ở trên kênh Tuấn Cơm. Đấy, theo dõi chặng đường âm nhạc của tôi, thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em cái dự án mới. Đấy chính là tôi sẽ phối khí toàn bộ những cái tác phẩm, cái nhạc phẩm ở trong game Black Myth Ngu Không anh em nhé. Cùng với đó là một số những cái bài hát nổi tiếng khác ở trong phim Tây Du Ký cũng sẽ được tôi phối khí lại toàn bộ. Đấy, theo cái phong cách cũng như tư duy âm nhạc của tôi.
Đấy, nên là anh em mà đang theo dõi cái kênh âm nhạc thì anh em hãy đón chờ những cái clip mới nhất nhá. Thực sự đây là một cái dự án rất là tâm huyết của tôi. Đấy, ấp ủ rất lâu rồi. Cái ý tưởng mà nó nhen nhóm thì chắc là vào tầm khoảng giữa tháng 4 năm nay, khi mà có cái lịch phát hành chính thức của cái tựa game Black Myth Wukong. Thì lúc đầu ấy, tôi định là sẽ phối khí lại khoảng 4 bài hát ở trong phim Tây Du Ký trước cái thời điểm mà game phát hành. Lúc đầu thì định là sẽ phát hành cái album nhạc cover ấy, là trước thời điểm game phát hành là 1 tháng. Đấy, tức là trước khoảng thời gian 1 tháng trước ấy, khoảng tầm tháng 6, tháng 7 gì đấy, là tôi đã cover lại được 4 bài rồi. Nó cũng là một cái sản phẩm hoàn chỉnh rồi. Đấy, thì cái lúc đấy thì mình cũng thấy là nghe là cũng được rồi. Mình cũng cảm thấy là ok, cũng thấy là nó đạt kỳ vọng. Tức là mình làm ra mình thấy đạt kỳ vọng rồi. Cảm thấy là nó hay trên cái tiêu chuẩn của tôi là cũng ok rồi đấy. Thì cũng có mang đi khoe với các anh em mà cũng có chuyên môn. Đấy, thì nói chung là các anh em cũng có góp ý là chưa được, chỗ này chưa được chỗ kia. Thế là sau thấy anh em nói đúng thì tôi có về tôi luyện thêm anh em ạ. Trong suốt cái khoảng thời gian hơn 1 tháng là gần như là ngày nào tôi cũng dành ra khoảng 5 đến 6 tiếng để tôi luyện nhạc. Nó cũng y như là tôi luyện game luôn, luyện auto chat luôn. Rèn luyện thông thạo 10 đội hình ở đây đấy, nó cũng kiểu như thế. Anh em biết không, nếu mà mình không thực sự mình làm ở trong cái một cái lĩnh vực đấy thì thực sự là mình không biết được là tại làm sao mà nó lại không hay. Đấy, cũng giống như là auto chat này chẳng hạn, nếu mà chúng ta không chuyên ấy, chúng ta không nghiên cứu thật là sâu ấy, thì chúng ta không sẽ không thể hiểu được cái đội hình đấy. Hay chúng ta sẽ không thể hiểu được tại sao một cái line up mà nó trông nó rất là sida nhưng mà nó lại rất là mạnh. Đấy, thực sự là cái đấy nó rất là khó hiểu nếu mà chúng ta không phải ở trong chuyên ngành. Chúng ta không hiểu về nó và chúng ta không làm nó thì chúng ta cũng sẽ không hiểu nổi. Đấy, ví dụ như là một cái con game auto chat hay chẳng hạn. Nhiều anh em mà mới chơi ấy, thì anh em cũng sẽ rất khó hiểu để có thể là biết được xem là cái con game đấy nó có thực sự là có hay hay không. Bởi vì tôi đã từng trải qua rồi. Để mà làm một cái YouTuber về cái tựa game auto chat như ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ phải có những cái bước đầu tiên là tôi mới chơi. Đấy, tức là tôi cũng giống anh em mới chơi thôi. Thì cái lúc đầu ấy, mình vào cái tư duy của mình là gì? Là một cái tựa game hay, là cái tựa game mà mình top 1 thì là đương nhiên rồi đúng không? Nhưng mà top 1 ấy là tướng ấy là nó phải coi như là full 3 sao. Mặc áo giáp vàng luôn là toàn bộ đội hình. Đấy, thì lúc đấy cái tư duy nó như thế, nó gọi là hay. Đấy, nhưng mà sau này thì có phải thế đâu. Sau này khi mà hiểu thêm về game rồi, hiểu biết thêm rồi thì nó lại một cái tựa game hay nó lại kiểu khác. Thậm chí là có những con game hay đánh giá là siêu phẩm, mà thậm chí là tôi còn không được top 1 mà tôi vẫn thấy nó hay, tôi vẫn up lên cho anh em xem. Đó, điều đấy nó nói là cái gì? Điều đấy nó nói cho chúng ta biết đấy là nếu mà chúng ta có kiến thức ấy, thì chúng ta mới có thể hiểu được là tại sao nó lại hay và không hay. Đấy, thì kể cả là về thiết kế của tôi cũng thế nhá. Về cái bộ môn thiết kế ấy, nó cũng thế, lúc đầu học ở trong trường ra ấy, thì cũng ok, cũng biết được về kiến thức, về kiến trúc nội thất, đúng không? Đó là những cái kiến thức cơ bản thôi. Còn để mà vào nghề mà làm được ấy, mà nó đẹp ấy, thì nó còn liên quan đến rất nhiều thứ. Tất nhiên để mà làm được một cái nội thất đẹp hay một cái kiến trúc đẹp ấy, thì nó phải đáp ứng được những cái cơ bản về thiết kế kiến trúc nội thất đã. Màu sắc, không gian, ánh sáng, cách tổ chức giao thông, hay là ở trong chuyên ngành ấy, người ta gọi là công năng ấy, thì những cái đấy là phải đáp ứng được theo tiêu chuẩn cái đã. Đấy, rồi sau đó là nhờ kinh nghiệm làm việc của anh em thì anh em sẽ có thể là sáng tạo thêm, rồi thì đưa ra được những cái tiêu chuẩn của riêng anh em, của riêng phong cách thiết kế của từng người. Đó, thì cái đấy là nó cũng sẽ theo 5 tháng được hình thành dần dần trong mỗi người. Thì đương nhiên là những cái đấy nó là cơ bản rồi. Nhưng mà để mà làm đẹp ấy, để mà bắt mắt, mà phục vụ cho khách hàng, để mà lấy được tiền ấy, ra được cái sản phẩm để mà ăn được tiền của khách hàng, để mà khách hàng phải đặt bút vào, ký vào cái tờ giấy hợp đồng ấy, thì nó lại liên quan đến nhiều những cái thứ khác nữa. Tôi chưa nói đến cái việc là đấy nó là sản phẩm của marketing, của PR nhá. Cái đấy nó là ngoài chuyên ngành, nó không liên quan gì đến nghề nghiệp cả, nó không liên quan gì đến tư duy thiết kế. Tôi không nói, mà nói đến là cái phần hậu kỳ ấy. Cái phần hậu kỳ rất là quan trọng. Cái phần mà làm cho cái bức ảnh khi mà chúng ta vẽ 3D, chúng ta render ra nó đẹp hơn ấy, thì cái phần hậu kỳ nó cực kỳ quan trọng luôn. Mà không phải ai cũng làm được tốt cái điều đấy. Đấy, để mà ra được một cái bức ảnh render mà lung linh, bắt mắt, mà khiến cho khách hàng phải xích xoa thì nó là cả một cái nghệ thuật luôn. Liên quan đến cái việc là anh em hậu kỳ, Photoshop,
hay là kể cả cái việc là đặt ánh sáng, đặt đèn, cái vị trí trong phòng ngủ chẳng hạn nhé, mà cái đèn nó bật lên ấy, ánh sáng nó khác, là tự nhiên cái không gian nhìn thấy nó đã khác rồi. Cái này thì có thể một phần nói nó là cái kinh nghiệm thì cũng đúng, nhưng mà một phần khác thì nó cũng là một cái dạng kiểu tiểu xảo ở trong nghề. Đấy, mà chỉ khi mà chúng ta vào trong nghề, chúng ta ở trong cái nghề đấy, chúng ta mới biết được. Đấy, cái cách bố trí sắp đặt những cái đồ vật decor trong cái không gian nó cũng rất là quan trọng. Nó tạo nên được một cái không gian đẹp, thích thú dành cho khách hàng. Đấy, thì ở trong âm nhạc cũng thế anh em ạ. Khi mà tôi bắt tay vào tôi làm nhạc ấy, ở đây có một vài anh em ở trên kênh là cũng làm nhạc và cũng đang theo con đường âm nhạc. Và có rất nhiều anh em là cũng mới vào nghề thôi. Thì cái này cũng là kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với anh em. Là nhiều khi trước khi chúng ta vào cái con đường âm nhạc ấy, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta có một cái tư duy âm nhạc, một cái tư duy âm nhạc phải nói là đỉnh cao luôn, tức là thiên phú luôn ấy. Khi mà chúng ta ngân nga được một cái giai điệu ở đấy là y rằng nó là một hit luôn, đúng không? Ok. Hay là chúng ta có một cái kiến thức uyên thâm về nhạc lý chẳng hạn, chúng ta nắm rõ được tất cả thể loại phong cách âm nhạc, rồi chúng ta nắm rõ được tất cả những cái nhạc lý có ở trên cái cuộc sống này, ok, học rất giỏi về âm nhạc luôn. Nhưng cái quan trọng khi mà ra là cái bài hát ấy, liệu rằng nó có đủ hay không, một cái bài hát được sáng tác ra phối khí hoàn chỉnh, nó hay hay không ấy, nó cũng giống như là một cái công trình thiết kế nội thất đẹp đấy mà tôi vừa mới chia sẻ ở trên. Chúng ta có những cái đáp ứng về cơ bản, đấy chính là nhạc lý, là kiến thức về âm nhạc, là cái tư duy âm nhạc, nó chỉ là những cái cơ bản thôi. Đấy, còn sau đấy nó vẫn lại là cái phần hậu kỳ anh em ạ. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em luôn là cái dự án âm nhạc của tôi mà tôi định ra trước khi tựa game nó ra ấy, nó phải dừng lại và nó phải làm lại, là bởi vì làm sao? Bởi vì là sau khi tôi biết được cái vụ là cái bài hát đấy nó có thể hay hơn rất nhiều khi mà chúng ta xử lý hậu kỳ, nên là tôi đã quyết định dành hẳn một tháng để nghiên cứu thật là sâu về cái xử lý hậu kỳ âm nhạc. Sau khi chúng ta có một cái bài phối khí hoàn chỉnh, chúng ta vẫn phải có một cái xử lý hậu kỳ. Nên là anh em thấy là cái bài hát mà tôi mới phát hành ấy, anh em thấy là nó có rất có cái chiều sâu, đúng không? Anh em nghe ấy, như là ở trong một cái buổi hòa nhạc sống luôn. Nếu với các anh em mà dùng một cái con tai cũng không phải quá xịn đâu, tầm khoảng 2 củ thôi, là anh em có thể cảm nhận được cái chiều sâu, cái sự tách biệt giữa những cái âm thanh ấy, của những cái loại nhạc cụ. Nó tách hẳn ra đấy, nó tạo thành từng tầng tầng lớp lớp chạy xung quanh hai tai, nghe rất là đã luôn. Đấy, anh em có cảm nhận được cái điều đấy không? Đó. Và nếu mà anh em xem cái bài mới của tôi ấy, mà tôi mới up lên chiều nay, anh em sẽ thấy nó còn hay hơn cả cái bản mà cover năm 1986. Đấy, cái bản phim năm 1986 ấy là cái bản tôi làm trước. Đấy là cái kinh nghiệm ấy nó vẫn còn kém hơn so với cái bản sau. Nên càng về sau ấy, khi mà cái thời lượng giờ luyện nhạc ấy nó càng nhiều ấy, thì cái trình độ âm nhạc nó càng cao hơn. Đấy, nó cũng giống như game này thôi. Nên anh em sẽ thấy là các cái bài về sau ấy, nó sẽ càng ngày nó sẽ càng hay lên. Anh em cứ cảm nhận theo thời gian mà xem. Đấy, anh em xem những cái bài hát mà tôi cover lại, tôi phối khí cách đây khoảng 1-2 tháng, hay thậm chí là những cái ngày đầu tiên đi, cách đây 4 tháng đi, anh em sẽ thấy là những cái bản phối khí đấy, những cái âm thanh ấy, nó hoàn toàn nó nghe nó rất là díu, nó rất là đục, nó không được trong trẻo, nó không được tách biệt như bây giờ. Và chính vì cái việc là khi mà cảm thấy là sử dụng quá nhiều những cái nhạc cụ ở trong một cái bài hát ấy, nó làm cho cái bài hát đấy nó rất là ồn, nó rất là khó nghe khi mà tôi sử dụng quá nhiều nhạc cụ. Chính vì thế ở những cái bản trước đây ấy, thường là chỉ giới hạn 1 cho tới khoảng 7 nhạc cụ là cùng. Thường thì nó sẽ là 2 nhạc cụ. Thường tôi sẽ kết hợp violon với cả piano, thường sẽ là 2 nhạc cụ đấy là chính. Sau đó điểm qua thêm một vài nhạc cụ khác bổ trợ thôi. Nhưng mà cái bản Celestial Symphony mà tôi mới up lên ấy ở trên kênh Tuấn Cơm, anh em biết bao nhiêu nhạc cụ không? Tôi đã sử dụng tới gần 100 nhạc cụ. Cụ thể là tới 98 loại nhạc cụ khác nhau để tạo lên cái bài hát đấy. Và hoàn toàn nó không hề rè, nó không hề bị ồn hay là bị lẫn những cái loại nhạc cụ vào với nhau. Hoàn toàn là những cái nhạc cụ nó tách biệt hẳn ra thành từng lớp một, từng tầng một, để anh em có thể áp cái tai nghe vào, anh em cảm nhận được như một cái bản hòa nhạc ngồi ở trong một cái thính phòng đấy, một cái nhà hát, mà anh em chứng kiến được là một cái buổi hòa nhạc sống cực kỳ tuyệt vời luôn.
Thôi, quảng cáo hơi nhiều rồi. Anh em không tin anh em có thể sang anh em cảm nhận nhá. Cái bài mới nhất của tôi, Celestial Simply anh em nhá, đảm bảo sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Và trong vòng khoảng 2 tuần tiếp theo đến 1 tháng nữa, tôi sẽ dần xuất bản toàn bộ full soundtrack anh em nhá. Các anh em mà yêu mến cái bộ phim Tây Du Ký cũng như là đang chơi cái tựa game Black Myth Wukong chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua. Rồi bây giờ tập trung vào cái con game ngày hôm nay nhá anh em nhá. Thực ra con game ngày hôm nay ấy là cũng có content luôn ấy. Nhưng mà tôi có ý định là gì? Là thứ nhất là eco để có như là chia sẻ với anh em một tí. Đấy, để có cái thời gian chia sẻ. Chứ còn nếu mà vọc vào đánh luôn ấy là không có thời gian chia sẻ với anh em. Cái thứ hai là gì? Là tôi eco để tôi xem là tôi làm được cái content gì tôi chơi. Tôi làm phát 2-3 content luôn. Đấy. Bây giờ mà bài ra gì là tôi sẽ chuyển content đấy thôi. Content này thì là sẽ dành cho anh em Nguyễn Bá Hưng này, dành cho anh em Ngô Chí Hiếu này, và dành cho anh em Nguyễn Văn Chiến. Đấy, mỗi anh em đều yêu cầu một bộ khác nhau mà tôi gộp chung và tôi làm chung luôn. Bây giờ mà ba anh em làm chung được một phát thì đương nhiên là không được rồi. Bây giờ chỉ có là bài mà của anh em nào ra thì anh em đấy lỗ thôi, là được lên sóng thôi nha anh em nhá. Chuyện này thì cũng chưa biết là Goblin hay là 9 Feather hay là Beat Biết các thứ thì cũng chưa biết được đâu. Tầm này cũng chưa biết được. Đây có sẵn quả trứng rồi, giờ ra gì chơi đấy nhá anh em nhá. Đấy, anh em nào mà ra thì chúc mừng anh em đấy. Còn tôi không biết, tôi là làm chơi cả ba luôn. À, Beat à, có phải không? Úi dồi ôi, hai con cáo này, một quả trứng này. Thế thì Beat rồi còn gì nữa. Phải Beat không? Beat thì làm gì có ai yêu cầu. À, có người yêu cầu nhưng mà làm rồi. Hôm nay chắc là không làm Beat đâu anh em ạ. Nhưng mà ra hai con cáo, trời ạ, à, ra hai con cáo mà lại còn phải phân vân à. Thế thì chơi cái gì ấy? Có ai yêu cầu Insectoid không nhỉ? Có ai yêu cầu không nhỉ? À, tôi nhớ là có anh em yêu cầu Insectoid nhưng mà bây giờ tôi chưa nhớ ra là anh em nào yêu cầu Insectoid. Hôm nay chưa chuẩn bị tinh thần để chơi Insectoid anh em ạ. Nhưng mà ra cáo này mà không chơi thì có sit down nhỉ? Đang phân vân anh em ạ. À, phân vân thế nhỉ? Trời ơi, tôi phân vân cái gì nữa? Tôi mua rồi anh em ạ. Ôi sorry anh em Nguyễn Bá Hưng nhá. Anh em Nguyễn Trì Hiếu với cả anh em Nguyễn Văn Chiến thôi. Hôm nay chắc là cái content của anh em không làm được rồi. Đấy anh em thấy chưa? Đâu phải là dễ dàng để có thể làm được theo yêu cầu của bất cứ anh em nào đâu. Nó còn phải phụ thuộc vào xem là cái bài nó ra cái gì nữa chứ. Đấy, mặc dù trận hôm nay là rất nghiêm túc để có thể là chơi 9 Feather ấy. Đấy, rất nghiêm túc để có thể chơi Goblin luôn. Và cũng coi như là rất nghiêm túc để có thể chơi 6 Glacier kẹp với Velomancer Kira. Đấy, theo yêu cầu của ba anh em. Nhưng mà tôi rất tiếc anh em ạ. Hôm nay là thôi, hai con cáo với một quả trứng ở đây thì anh em cứ bình tĩnh nhá. Có khi là tôi sẽ chuyển qua một cái lời đề nghị của anh em nào đấy mà đề nghị tôi là chơi Insectoid. Nhưng mà tôi lại không chuẩn bị ngày hôm nay là tôi cũng chả nhớ là anh em nào. Thôi thì vào anh em nào thì chúc mừng anh em đấy. Dã man. Chơi hôm nay khả năng là chơi Insect anh em ạ. Khả năng chơi Insect. Khả năng là đến 80% rồi. Tự nhiên ra cặp cáo giờ chả biết làm nào cả anh em ạ. Thề lúc đấy anh em có thể nhìn thấy là cái độ phân vân của tôi nó rất là phân vân luôn. Đến lối mà có hai con cáo mà tôi còn không mua cơ mà. Chứ còn bình thường là phải mua vội luôn. Hai con cáo với quả trứng thì theo anh em thì tôi có mua không? Bình thường ấy. Bình thường thì đương nhiên là xuất hiện một cái là ấn nhanh, ấn thật nhanh, ấn thật là mau luôn. Sau đập trứng luôn. Đấy nhưng mà đấy anh em thấy tầm này tôi còn chưa đập trứng. Chưa thèm đập trứng luôn anh em ạ. Phân vân lắm ấy, phân vân lắm ấy anh em ạ. Nhưng mà biết làm nào bây giờ nó ra nó cho chả nhẽ không chơi đúng không? Thế thì nó lại bị ngu anh em ạ, nên là phải chơi thôi. Biết làm nào giờ. Nhớ lại thì vẫn có anh em là yêu cầu cái bộ Insect thì thôi thì coi như là trả bài anh em đấy. Đấy, anh em nào mà yêu cầu Insect thì coi như cái buổi hôm nay trả bài luôn nha anh em nhá. Hôm nay tạm thời trả bài các anh em mà yêu cầu Insect đã anh em nhá. Các anh em hội viên thì xin phép các anh em là tôi sẽ làm sao. Bao giờ làm được thì làm thôi nhỉ. Các anh em hội viên chắc là cũng không có yêu cầu quá đáng ở cái việc là hôm nào phải làm đâu. Trừ khi là hôm nào là sinh nhật các anh em thì
cố gắng làm đúng ngày thôi, chứ còn những cái yêu cầu kiểu vu vơ. Ôi tôi chết tôi rồi anh em ơi, trời ơi, lọt gì mà lọt nhiều thế, lọt nguyên hai con ạ. Mất hết cả đồ rồi. Ui trời ơi, cay nhờ. Ui dồi kéo này. Thôi đúng rồi anh em ơi, thôi thế thì đập trứng là đúng rồi đấy anh em ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Biết thế đập trứng luôn, reo trước luôn cho xong. Thề chán đời thật sự anh em ạ. Để lọt cái rao quái 20 chết không nhá. Đồ thì không lấy được, lại còn mất hai món nữa chứ. Chứ tôi bị lọt đồ, tôi bị thọt tới tận hai món đồ như này thì làm sao mà tôi có thể là up đồ cam sớm được đây. Không up được cả đồ tím luôn ạ. Thề chán quá, sai lầm chết người của tấn cơm rồi. Trời ơi, sai lầm quá đi mất rồi. Hỏng rồi, trận này có khi vớ vẩn ở top 8 không? Không, top 7 thôi. Chắc là top 7, top 8 thì không được rồi, nhưng mà top 7 thì là có đấy nhá. Mất tận hai món đồ ạ, thề. Hỏng thật sự. Chết rồi, đồ còn Sida chứ nị. Chán thế nhờ, mất đồ năm 20, mất hai món thì chết tôi không. À, ui dồi ôi, chán quá. Chỉ bù lại cái là được cái là con cáo lại ra hơi nhiều anh em ạ. Ờ, thế này là tôi đã có là gì? Là 6 con rồi còn gì nữa? Đúng không? Tầm này 6 con cáo đấy. Giờ thêm 3 con nữa là lên 3 sao rồi còn gì nữa? Rốn tiếp. Ui! Cái gì đây? Cái gì đây anh em ơi? Vậy là tôi chỉ còn một con nữa thôi ạ. Chỉ còn một con cáo nữa thôi. Đúng là ông trời không lấy của chúng ta cái gì và cũng không tự nhiên cho chúng ta cái gì cả anh em ạ. Mọi thứ nó đều có nguyên do của nó. Đánh đổi cả thôi. Thôi được rồi. Dã man. Chơi 2 insect thôi. Từ từ đã, kiếm đủ 6 insect vào dần rồi vứt cái con cây ra thôi. Vác quốc xếp thì tí nữa cũng vứt thôi anh em ạ, không chơi đâu. Cái bộ Kira kết hợp với cả insectoid thì chúng ta cũng không có luốt mấy cái con druid đâu. Luốt hết mấy cái con insect thôi anh em ạ. Ok, thôi được rồi. Không có đồ nhưng mà đội hình mạnh thì nó cũng đỡ anh em ạ. Ơ, ôi dồi ôi, đây có phải là món quà không? Đây đúng thực sự là đây là món quà rồi anh em ạ. Đúng là thượng đế không lấy của chúng ta cái gì anh em ạ. Tất cả đều có nguyên do của nó, đúng không? Tại sao chúng ta không nhả vía phát lửa nhỉ? Ôi dồi ôi, đúng thật luôn. nhả vía nó lại hơi được luôn đấy. Thề. Tại sao đang có một cái quả vía mạnh thế này thì chúng ta không nhả lốt nhỉ? Có nên nhả lốt à? Nhả lốt con cáo 3 thôi. Ảo thật đấy. Tôi đang tính là cái việc là có khi là chúng ta chưa lên cáo 3 vội anh em ạ. Để từ từ tôi roll thêm một cáo nữa. Bây giờ lên cáo 3 thì lại không có hiến tế. Nó đang thiếu hiến tế anh em ạ. Trên insect toy thì nó vẫn cần là có hiến tế hơn. Cáo 3 mà cho vào bây giờ thì chẳng có con hiến tế nào thì cũng chết. Cứ từ từ đã. Thằng Goblin xanh không kìa anh em kìa. Không biết là với cái đội hình này của tôi có ăn được cái thằng Goblin không. Thằng này thì còn thua này. Thì cái thằng kia nó còn chuối 17 kia thì ăn cái kiểu gì nhỉ? Cũng khó đúng không? Đang vía mạnh nhả vía luôn anh em ạ. Một con cáo nữa thôi. Ra đi. Hết tiền luôn. 4 insect à? Rồi cho 4 insect vào đã này. Được chưa? Bình tĩnh. Hên xui anh em ạ. 6 Glacier à? Khá chua à? Nghe tên cũng có vẻ hơi cân quen anh em ạ. 6 Glacier kẹp với cả Sailing Assassin 2 sao à? Ấy à, căng nhỉ. Ơ kìa bạn ơi. Kìa bạn ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Kìa bạn ơi. Sắp đi rồi, còn có 3 máu anh em ạ. Quả đấy mà lọt một con nữa là đi luôn đấy. Tôi bắt đầu đi lên đây. Thế là bây giờ chúng ta coi như là đủ đồ nhá, chúng ta còn có ra một con cáo 3 sao nữa. Quá tuyệt vời. Mà chân mệnh thiên tử như này nhưng mà liệu rằng có ăn được cái thằng Goblin xanh không nhỉ?
6 Goblin, 6 Mech ở level 9, 18 chuỗi thắng liên tiếp. Ăn nổi không? Nổi hay không thì chưa biết, cứ phải gặp thì mới biết được anh em ạ. Gặp mới biết được. Có lẽ sau cái round này chắc là tôi vẫn dừng lại ở 9 tôi đôn đấy anh em ạ. Đội hình bây giờ tương đối yếu, vẫn chưa đủ mạnh đâu. Mà lên 10 thì hết tiền roll. Nếu tôi nhất là roll ở 9 form được full 2 sao Insectoid đã. Ra là con cáo 3 là tốt, không ra được thì cũng không sao. Quan trọng là nó phải mạnh. Xem đổi cái món gì, Kira cái điếc thì ngon. Bây giờ đổi được Kira thì là ngon này. Có lẽ tôi sẽ đổi cái món Kira. Ok. Ui không có ạ. Thề. Ui rồi ui. Ra cái Shadow Blade thì vứt đi rồi. Shadow Blade thì rõ ràng là vứt đi rồi anh em ạ. Thôi xả hết tiền luôn này. Chưa ra cả ba luôn. Hết tiền thì không ra. Điều là à, ui rồi ôi, quả trứng rồi, được rồi, ok. Bán này đi. Đập trứng luôn cho cáo. Hiến tế một con thôi. Tí nữa bỏ con cáo này ra luôn thì chúng ta sẽ có cáo tiếp, không sao. Đủ hiến tế là được rồi. Có hiến tế 3 sao luôn mà. Hết tiền là lên được cáo 3 là bắt đầu là cảm thấy là ok rồi đấy. Đấy rồi, gặp thằng có chuối ở đây anh em ơi. Thằng này chơi God Goblin anh em ạ. God Goblin Calong. Ăn được không? Con cáo 3 sao gánh được không? Insectoid là vẫn là mạnh luôn anh em ạ. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ơ sao không thấy mất máu nó nhỉ? Sao không thấy mất máu đâu thế kia? Ui dùi ui. Chọc nó lại đau luôn. Hay quá, cắt được chuỗi rồi. Có là cái chuỗi vàng luôn. Chúng ta sắp lên được 10 rồi anh em ạ. Thôi tầm này giữ tiền luôn anh em nhá. Không luôn nữa đâu. Lên 10 thôi. Bây giờ đổi cái đồ tím để lấy cái Kira. Lại không có ạ. Ui rồi ôi. Đã phải hy sinh cái giáp trừ tà rồi mà vẫn không ra được cái món đồ Kira là sao? Lại phải một lần random nữa. Đợi ra 30 à? Phải trận lại đen đấy nhở. Run 2 lần không ra luôn. Tôi đã phải random 2 lần rồi đấy. Vứt 6 món rồi mà vẫn không ra là sao? Vứt 6 món. Cay nhở. Món tím thì nó có 9 món rồi thì vứt 6 món rồi gì nữa. Thế là lần sau là chắc chắn là ra Kira rồi. Mà vứt nhiều quá anh em ạ. Bỏ hết cả đồ ấy để lấy cái món Kira mà không được. Thôi bây giờ lên 10 anh em nhá. Cả 3 là gánh rồi. Tôi ăn được cái thằng có chuối thì bây giờ những cái thằng khác thì vô tư. Cái thằng có chuỗi như là nó đang chuẩn bị nó đổi sang đỏ hay sao ấy nhỉ? Có phải không? Rồi cái thằng này là con chưa ra Kira này. Thế thì cái tuổi gì ăn được tôi? Thế thì cái tuổi gì ăn được? Cáo chọc đau thật sự. 34 máu sắp đi rồi. Gặp tôi một round nữa đi. Rồi tiết kiệm tiền lên 10 anh em ạ. 29 đã đủ tiền lên 10 rồi. Lên 10 rồi cho hiến tế vào tiếp. Full hiến tế. Bộ này bây giờ Kira rất hay. Khi mà chúng ta có Kira là chúng ta có thể auto là gọi 3 sao lúc đầu game. Đấy. Cũng rất là ok. Cái meta trước, cái bộ Insectoid nó không có chỗ đứng và không ai chơi là bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng Kira, chúng ta lướt Insectoid đi là bài nó mất luôn. Nó chả có cái con nào nó ra được luôn ấy. Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ nhà phát hành ấy nó lắng nghe game thủ. Đấy, những cái ý kiến của game thủ bây giờ là cực kỳ lắng nghe luôn. Có cái sự cân bằng lại. Đấy, nó thay đổi cái bộ Insectoid bây giờ là chúng ta có thể kết hợp với cả Kira là rất ok rồi. Thực ra là dạo gần đây thì nhà phát hành cũng rất biết lắng nghe nhá. Từ cái việc cân bằng lại game ấy, bây giờ thực sự là cực kỳ lắng nghe luôn. Đấy, gặp thằng này lần thứ hai bây giờ có ăn được không? Lần trước ăn được, cái lần này tại sao lại không ăn được, đúng không? Chắc chắn là ăn được rồi. Đấy, bây giờ cứ đủ đồ tím cho tôi đổi tiếp. Round 29 rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ lên 10 thôi. Lên 10 cho thêm hiến tế vào. Insectoid bây giờ chỉ cần vứt thêm hiến tế vào là ngon rồi. Thiếu mỗi Kira thôi là mắc binh. Vứt tiếp nhỉ.
Anh em thấy ok không? Hay là bây giờ tôi vứt tiếp đồ ấy? Shadow Blade thì chắc là dùng vẫn ok đấy. Tôi thấy lé được cái con ca lông anh em ạ. Lé được những cái cú bắn của ca lông là được. Bây giờ là cần là gì? Cần thêm đồ để có thể đổi được. Chắc là tôi không vứt cái trừ giáp đâu. Đánh cái Goblin trừ giáp của nó, đánh cho nó vào máu. Chứ còn giáp của nó to mà không có trừ giáp này, đánh không vào máu đâu anh em ạ. Cứ để này là được rồi. Sau ra 30 đổi tiếp. Rồi 9m 5 rồng phải không? 9m 5 rồng. Cũng một trò thôi. Rồi đi rồi. 19 máu là đi rồi. Tôi có chuỗi luôn cả anh em cả. Insectoid đánh đã. Lâu lắm rồi chơi Insectoid nhỉ anh em nhỉ. Đấy, anh em chơi Insectoid mà thích chơi cái bộ đấy thì xem video ngày hôm nay quá hợp rồi. Trên kênh của tôi là hơi bị nhiều anh em thích chơi cái bộ này luôn đấy. Không chỉ có những anh em mà yêu cầu cái đợt này chơi bộ Insectoid đâu, mà kể cả có những cái anh em mà không yêu cầu nhưng mà tôi biết là các anh em rất thích chơi bộ này. Hôm nay tôi chơi luôn. Rồi bây giờ solo với thằng Goblin. Bây giờ tôi ở level 10, nó level 9, ăn thua gì đúng không anh em? Bây giờ nó lên 10 cũng vô tư. Để xem nào nó chơi cái gì. Thằng này là chơi là God Goblin anh em ạ. God Goblin thì chắc là phải mua Doom à. Tí nữa mua Doom kẹp vào. Thằng này nó không biết là nó có chơi Kira không. Chưa thấy nó có Kira. Mà chắc là nó chưa lấy cái đồ Kira thôi. Nó cũng giống như tôi ấy. Khi nào mà nó có đồ Kira nó lấy thì chắc là nó sẽ cho Kalong cầm. Bây giờ Kira Insectoid hay là Kira Goblin mạnh hơn? Tôi nghĩ là Kira Insectoid mạnh hơn ấy. Bộ này nó cũng là một trong cái bộ tối thượng ấy. Chấm Lan có lấy không? Không. Quyết tâm phải lấy cái đồ Kira ở trong này anh em ạ. Không lấy kiểu chấm Lan nhá. Đấy rồi. Chắc chắn là ra thôi anh em ạ. Hết đồ rồi mà. Bây giờ rèn hết đồ rồi. Random 3 lần tức là vứt tới 9 cái món đồ rồi. Có nên đổi cái đồ cam không nhỉ? Vứt cái Shadow Blade nhỉ. Cái tầm này bây giờ Shadow Blade tôi nghĩ là thôi, chả cần. Vứt đi. Đấy. Hút máu hay là búa xét? Nếu hút máu ngon hơn ý. 3 món đồ đều ngon nhưng mà tôi nghĩ là tôi lấy hút máu. Bộ này nó cũng đang thiếu hút máu anh em ạ. Hai Warlock ấy, cộng có 10% hút máu, hút được ít lắm. Để như này lấy cái món đồ này ngon hơn. Rồi, vừa có Kira vừa có hút máu luôn. Rất là ok, khá tối thượng ấy. Vào phát là có 3 sao luôn, chơi luôn với nó luôn. Nó có Kira rồi anh em ạ. Nó lấy đồ Kira cho con Kalong. Ui, Kalong bắn đau phết nhỉ. Bắn hai phát chết con kìa. Đau ấy. Cũng đau nhưng mà bắn trượt. Nhưng mà bắn trượt bạn ơi. Cũng đau ở cũng đau nhưng lại bắn trượt tiếp. Bắn trượt liên tục ạ. Thế thì lại bắn trượt tiếp rồi. Bắn trượt tiếp. Ơ kìa. Sao cái con cáo tôi nó lăn nó không trượt là sao? Ơ. Cái con ca lông này skill có khống chế à? Skill của con ca lông có khống chế à anh em? Sao con cáo của tôi lúc mà nó lăn nó bị cái con ca lông bắn nó lại dừng lại nhở? Ôi điêu vậy. Ô. What the hell? Ai giải thích cho tôi với nhở? Lý do. Tí nữa mà 4 gót thì kẹp Doom nhá anh em nhá. Chơi với cả cái con ca lông. Ca lông kẹp gót thì cũng căng đấy. Tí nữa thêm cái con Doom vào. Hai con Doom 2 sao vào, Doom trúng con ca lông vào xong. Thật là khó hiểu. Thằng này luốt hết anh em ạ. Hai bên luôn, mỗi con luốt là 4 con luôn. Con Velom luốt 4 con ca lông luốt 4 con, hết sạch luôn. Dã man. Ok. Định xong kiếm hợp đích à? Hay là khuynh thành chi luyến ở trong phong vân đấy? Có phải không? Bộ kinh vân kết hợp với cả tiểu long lữ à? Khuynh thành chi luyến đúng không? Dã man bị đấm vào sấp mặt luôn. Thật chết rồi, gặp hùng bá. Dã man thật. Đối thủ gặp hùng bá rồi. Hùng bá chọc không trượt phát nào luôn. Nhưng mà tôi vẫn thấy hơi gai gai anh em ạ. Không hiểu sao con cáo của tôi lúc nó lăn ấy, nó bị cái con ca lông bắn mà nó lại bị dừng lại. Khó hiểu thật sự. Vẫn có một chút gì đấy nó hơi gai gai trong lòng. Khó hiểu nhỉ.
Hay là cái skill của con Calong này nó có cái stun kiểu melee stun nhỉ? Có phải không? Chỉ có melee stun mới khiến cho con cáo nó bị cancel cái lăn ấy, đúng không? Khả năng là như thế thôi. Hình như là nó đổi đồ cho con Velomancer thì phải. Đổi vị trí rồi. Calong bây giờ loot mấy cái con yếu đó. Đúng rồi, Calong không cầm đồ. Giờ đồ cho Velomancer à? Có khá hơn được tí nào không? Đồ cho Velomancer thì cái con cáo của tôi bây giờ nó lại lăn được anh em ạ. Thế 31 máu đi chưa? Còn 6 máu, 34 kết thúc rồi. Lôn lốt này. Thậm chí là không cần kẹp Doom luôn. Ảo ma Calada không kẹp Doom được, vẫn ăn được luôn. Đối thủ lướt nhiều quá anh em ạ. Còn có hai đứa, hai con. Định tái hiện lại phim Phong Vân đây mà. Trời ơi. Đây là Phong Vân đánh với cả một mình Hùng Bá thì may ra mới ăn được, nhưng mà đâu có phải đâu. Đây là rủ thêm cả Đoạn Lãng nữa, rủ thêm cả Hoàng Dược Sư. Bó lớt thêm Âu Dương Phong nữa. Xong rồi, đối thủ chịu rồi, chịu chết rồi. Dồn đồ cho Velo mà thua rồi. Mà kể cả dồn đồ cho Calong thì cũng thua thôi anh em ạ. Trò chơi kết thúc rồi. Khi mà tôi lên được con cáo 3 với bụng đồ trấn phái ở đây thì không có cái cửa gì ăn được đâu. Tối thượng thật sự anh em ạ. Bây giờ bị lũ bọ quay cho. Xong rồi. Nó có bờ linh ra chỗ khác thì con cáo tôi nó cũng nhảy theo rồi. Mày chết này. Úi ôi. Lúc lăn ý, chúng ta bờ linh chúng ta vẫn chọt được. Hay, bây giờ mới biết ạ. Thề. Trong lúc lăn nhá, xong rồi bờ linh xong rồi chọt. Bờ linh là tìm được cái góc đẹp đấy anh em ạ. Lúc lăn nhá, xong bờ linh tìm được góc đẹp chọt. Trời ơi, quá hay. Chứng tỏ con cáo này bây giờ mặc dù là nó bị lép đấy, nhưng mà nó có thể kết hợp được với cái bờ linh. Được đấy. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Content người ta không chơi cái gì tôi chơi cái đấy anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Siêu kịch tính anh em nhá. Hàng phục ngũ long hóa hình tối thượng 12 con chúa quỷ 2 sao. Cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.